Móng tay mới móng... Trời ơi, công nhận thiệt chứ. Cái bàn tay của mình mà làm cái bộ móng lên thôi, tôi nói nghe nó đẹp xuất sắc luôn vậy đó hà. Đẹp cái bộ móng chân này, hồi ôi công bay nhận ơi, thiệt bay. Nó hợp mà đẹp cái gì đâu ơi. Đi ra đường hồi bay ơi, phan ơi. Chảnh bay gì ơi. Xịu thiệt. Ông cố ơi, ông cố. Để coi còn gì nữa ta. Trời ơi vàng. Đeo vậy không có bị lỗi thời với ta nè, đeo lắm hở bụng mấy chỉ nữa. Trời ơi, đổi công dây chuyền công nhận thiệt chứ trời, mình đỡ cái công dây chuyền bự lên chút xíu á. Trời ơi, nhìn mặt mình nó sáng rực rỡ luôn. Tóc, à tóc mà, tóc trời công nhận nhuộm đen nè. Dịu dàng, gái dịu dàng đoan trang. Ở bộ đồ nữa, bộ đồ. Ở bộ đồ công nhận, bộ đồ của mình chắc ghê trời. À cặp mi nữa nè. Ôi cặp mi long lanh cặp trai rồi chớp nhìn nha. Ông nhận thiệt. Ông nhận mình dọn lên cũng dữ dằn chứ bộ. Bởi vậy nhiều khi ta nói đúng, cuộc đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng là vậy đó. Đàn ông ta đi làm khổ cực nguyên năm thấy mẹ luôn. Tới bộ đồ mới nè, không dám mua nữa. Cái quần 3-4 năm chờ chưa dám mua quần mới nữa. Nói phải nói dốc đâu nè, tè hết trơn luôn. Lấy giờ quần xị gách luôn, lấy cổ ra cho coi. Ở nhà ở không. Tới Tết chứ nhậm đầu, làm móng chân, quần áo mới, đổi vàng, bù thêm. Trời ơi trời, nấu luôn mặc tức, nhiều khi không biết nói sao, chán. Vừa đây nói tiếp. Bởi đàn bà phụ nữ không biết làm sao mà lường. Tết tên cái đâu biết đàn ông cực khổ cỡ nào đâu. Đồ mớ, tóc mớ, móng tay mới. Móng tay mới. Rồi ông, bà làm cái gì vậy? Làm gì, ông thử ở nhà ông có bầu đi. Rồi ông đẻ đi, ông giữ con, ông nuôi con đi. Quanh năm suốt tháng nghe trời, chỉ biết đi làm thôi, đem về dạy động cái đầu ngang, quay ngang cái vợ con ăn dọn chút xíu, cái đầu quay ngang cái nó này nó kia. Ủa vậy chứ đàn bà phụ nữ tự tu quanh năm suốt tháng làm ô xin cho mấy ông, cái sao ông không nói? Trời ơi là trời, đi làm á không có biết ở nhà người ta làm gì hết trơn á. Còn bây giờ ở nhà làm đi, tôi đi làm kiếm tiền về tôi lo cho. Còn nói Tết tới không có bộ đồ mặc hả? Tôi nói gì đâu trời. Cho mượn cái váy nè mặc đi, đi chơi Tết với người ta. Vậy là sao?